là con tính từ bi hoan hỷ đang đạt đà. Thuyết học Nam mô Bụt Tha dạ. Không biết ơn quý vị và dạ, xà thủ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cái ở trong cái máy xe phone này chúng tôi chỉ biết xài gì thôi. Không biết ơn quý vị nghe được âm thanh rõ ha. Dạ. Vậy cảm ơn quý vị rất là nhiều. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc Dasa Sanyo Chana. Dasa Sanyo Chana. Phật tử Nhật Quỳnh có thể ghi dùm chúng tôi 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc Sanyo Chana. Dạ, cũng đánh chữ Sanyo Chana. Dạ, lên chữ lên cũng không thấy. Sân nhiều chán á. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, alo. 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 Dạ, chúng con nghe mà sư rất là rõ. Sư có nghe được âm thanh con không sư? Dạ, chúng con nghe sư rõ lắm ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, kính thưa đạo tràng. Máy vi tính thì sư không vào được, sư vào bằng xe phone nên là sư không thấy được. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, con thấy sư trở lại rồi. Dạ, con cung thỉnh sư cầm mic ạ. Nam mô Bụt Tha dạ.
Sa thú lành thai. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Ok. Dạ, giống như hồi buổi trước, dạng rùm buổi sáng, ngồi giảng khô cổ họng luôn. Cuối cùng thì mới biết là mình bị rớt nét. Lâu lắm rồi, nó cũng quay lại cái trường hợp này. Dạ. Bây giờ hôm nay chúng ta cũng vẫn còn học ở trong cái phần mà gọi là bất thiện yếu hiệp. Bất thiện yếu hiệp. Vậy thì cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là 10 sợi dây trói buộc. Đá sát sang vô chá nát. Đá sát sang vô chá nát. Bất thiện yếu hiệp. Nhưng mà mình ghi chữ phần. 10 sự trói buộc chung nhà chung thôi ha. Đá xa xăng vô chá nát. Đá xa chung thôi là mình phải ghi là bất thiện yếu hiệp mà phần 10 sợi dây trói buộc. Nếu không ta tưởng là trong bất thiện yếu hiệp đó, nó chỉ có 10 sợi dây trói buộc thôi, người ta sẽ hiểu lầm nha quý vị. Xăng vô chán hết đó, xăng vô chán hết. Chữ xăng có chữ M có dấu chấm nặng ở dưới, có cái dấu nặng ở dưới chữ M đó, quý vị thấy không? Ngay chỗ cái ba ly này nè, khi mà cái chữ M mà có dấu nặng ở dưới đó, nếu mà nó đứng trước một cái phụ âm á, thì nó không có mắc cái dấu nặng đó. Nhưng mà nếu mà nó đứng trước một cái nguyên âm, ví dụ như không có cái chữ y dài, không có chữ giá đó, thì nó sẽ bị mất đi cái dấu chấm nặng đó. Cái lực sanh thứ Bali là như vậy. Dạ, hôm nay chúng ta học cái phần này. Rồi, vậy thì bây giờ quý vị hoàn hỷ cho chúng tôi tín hiệu liên tục để biết được là mình còn ở trong lớp học hay là mình ra ngoài nha. Dạ, sa thú như bây giờ để đi vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được phép thành tâm làm lễ tâm bảo ông cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa demi so khato bhagavata thammo thammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang nammami lokassa nathang varamuttama hang buddhang cha thammang cha banamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tịnh, thân khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bất thiện yếu hiệp. Mà cái phần bất thiện yếu hiệp này nghe là đến cái bài học là 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc này thì hoặc là kêu là thập truyền cũng được, 10 sợi dây trói buộc cũng được, mà chúng tôi thích cái nghĩa dây trói buộc hơn. Dây trói buộc mình dễ hiểu, có nghĩa là mình bị trói buộc, mình bị trói buộc vào đâu, vào cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc này đó. Thành ra khi mà dùng cái dây trói buộc đó, mình dễ nhớ đó. Vậy thì cái sợi dây này nó nằm ở đâu, cái sợi dây này nó nằm ở đâu quý vị? Hàng ngày tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh, tâm của chúng ta đó là tâm nhãn thức hay là ý thức gì đó,
tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh thì nó sẽ sanh ra, ví dụ như là nó sẽ sanh ra là hoài nghi trói buộc, hoặc là ái dục trói buộc, hoặc là hữu ái trói buộc đó. Thì cái dây trói buộc nó là như vậy, tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh, nếu không khéo tu tập thì nó sanh ra những cái sợi dây trói buộc như vậy. Vậy thì cái sợi dây trói buộc là nó cột, nó buộc, nó buộc chúng sanh, nó buộc chúng ta nè, đừng nói chi chúng sanh cho nó xa. Mấy cái sợi dây này nó buộc chúng ta, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi dục giới này, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi sắc giới này, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi vô sắc này đó. Thành ra gọi là dây trói buộc cũng được, còn gọi là những cái pháp truyền hoặc là những cái pháp kiết sử thì nó cũng là ràng buộc, sai sử nó ràng buộc mình, nó cũng vậy. Nhưng mà thường thường chúng tôi dùng cái dây trói buộc đó, thì chúng tôi nhớ hơn, dễ nhớ hơn quý vị. Hoặc là cái ắt cũng vậy, ắt phước đường cũng là cái điều này. Thì thì tại sao mà chúng ta bị trói buộc quý vị? Tại sao mà trói buộc? Do chúng ta không khéo thu thúc, không khéo tu tập, thành ra chúng ta bị trói buộc. Rồi khi mà chúng ta không khéo đó không khéo ở trong cái ý nghĩa gì? Ở trong cái ý nghĩa là cái tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta đó nó yếu quá. Tâm lực, phải nói rằng là cái tâm lực của chúng ta nó rất là yếu. Thì Đức Phật mới đưa ra cái hình ảnh, cái hình ảnh của hai con chim á. Quý vị thấy rằng hai con chim á, nó bị cột chung bởi một cái sợi dây, mà nó không có gị đứt cái sợi dây, sợi chỉ được. Quý vị thấy bây giờ á, mình thấy á, người ta có hai con chim á, người ta sẽ lấy cái sợi chỉ, người ta cột hai cái chân nó lại, cột hai cái chân nó lại với nhau, thì nó không có thoát được cái sợi chỉ này. Là tại sao quý vị? Tại vì nó không có sức mạnh, nó không có sức mạnh, thành ra nó không làm đứt được cái sợi chỉ này. Tuy rằng mình thấy rằng cái sợi chỉ nó rất là mỏng, nhưng mà đối với con voi, đối với con voi khi mà nó bị xiềng, nó bị xiềng lại, bị xích cái chân nó lại bởi một cái sợi dây xích rất là lớn. Nhưng mà đến chừng mà nó phát dục hoặc là nó tức lên gì đó, thành ra nó sẽ nghĩ đứt được cái sợi dây xích đó. Thì hai cái hình ảnh này muốn nói lên là cái gì? Có nghĩa là chúng ta khi nào mà chúng ta chưa có bứt được cái sợi chỉ đó thì là nguyên nhân tại sao? Tại tâm lực của chúng ta nó yếu, giống như hai con chim nó bị cột chung với nhau bởi một cái sợi chỉ, mà cái sức khỏe nó không có, cái sức nó quá yếu, thành ra nó không làm đứt được sợi chỉ. Còn đối với cái hình ảnh con voi á, bị xiềng xích như vậy nhưng mà phá tung được cái xiềng xích đó là do đâu? Là do con voi nó có sức mạnh. Thì cũng vậy, đối với cái dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta muốn mà phá bứt được chúng ta muốn phá bứt được cái xiềng xích này thì là coi như là chúng ta phải có một cái sức mạnh. Mà sức mạnh ở đây có nghĩa là cái tâm lực của chúng ta tu tập là chúng ta mới phá được. Ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu kệ nói rằng sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Thì cái trói buộc này mới thật đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái điều này chúng ta phá nổi không? Không có phá nổi, chúng ta không có phá nổi những cái tham hoặc là những cái sân, nói chung là những cái phiền não này đó, những cái sợi dây này chúng ta rất là khó để mà chúng ta công phá nó được. Nó một cái sợi dây này phải nói rằng là giống như là một cái sợi dây vô hình vậy đó. Vậy thì ở trong cái dây trói buộc này để mà buộc chúng sanh
vào ở trong dòng sanh tử luân hồi á, thì nó có 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc mà chúng ta thường thường chúng ta ưa nghe chư tăng giảng là năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử đó. Đó, 10 cái sợi dây trói buộc này là thân kiến nè, thân kiến trói buộc nè, hoài nghi trói buộc nè, giới cấm trói buộc nè, tham dục trói buộc nè, phẫn uất trói buộc nè. Đó, rồi năm sợi dây nữa mà thuộc về thượng phần kiết sử là ái sắc trói buộc nè, ái vô sắc trói buộc nè, ngã mạng trói buộc nè, phóng dật trói buộc nè, nó vô minh trói buộc. Sao sao chồng Nguyễn Ngọc sư kiếm chồng Nguyễn Ngọc á, coi ở trên ngay chỗ cái mấy cái lo rồi á, đi lại dây điện giùm sư, quét dọn bụi giùm sư để mình sử dụng ha. Cắm dây điện dù vô sẵn, mỗi lần sư lên sư tụng kinh nó sẽ chỉ cần bật công tắc cái sư cầm micro sư tụng thôi. Tại lúc này sư bị khang tiếng. Có ông Đức có nhạc đồ hết không? Tết đồ hết không? Có gì để mai con đi làm bố con xin nghỉ con làm thôi. Nói sư phong ha, nói sư phong coi cỡ đâu kéo ra văn ở chùa chưa. Rồi, vậy ha. Cảm ơn. Dạ, xin lỗi quý vị ha. Làm hơi phiền quý vị, mong quý vị thông cảm. Có mình chúng tôi là năm nay phải nhờ đến mấy người cư sĩ làm, nhờ đến cư sĩ làm quý vị. Quý vị thông cảm giùm. Rồi, vậy thì bây giờ lớp mình học chậm chậm đi. Để quý vị nghe nói 10 sợi dây trói buộc, quý vị cũng không biết 10 sợi dây đó, 10 sợi dây nào nữa. Rồi, thôi bây giờ mình ghi 10 sợi dây trói buộc đó đi. 10 sợi dây trói buộc đó mình ghi theo qua năm hạ phần kiết sử với năm phụ thượng phần kiết sử đi. Thành ra cho chúng ta dễ nhớ. Ghi như chúng ta dễ nhớ nha quý vị. Rồi, thân kiến trói buộc. Thân kiến trói buộc đi. 1 là thân kiến trói buộc. 2 hoài nghi trói buộc. Bây giờ Phật tử Như Quỳnh hay là nhà thân kiến trói buộc nè, hoài nghi trói buộc nè, đó. Giới cấm sai lạc trói buộc nè, đó nhà giới cấm sai lạc trói buộc, tham dục trói buộc, tham dục trói buộc, khoẩn ức trói buộc, da và đá, khoẩn ức trói buộc, khoẩn ức là sân á, khoẩn ức trói buộc, rồi tiếp tục tới là ái sắc trói buộc, ái sắc trói buộc. Ái sắc trói buộc, ái vô sắc trói buộc, ái vô sắc trói buộc, ngã mạng trói buộc, ngã mạng trói buộc. Rồi, phóng dật trói buộc, phóng dật trói buộc. Rồi, cuối cùng là vô minh trói buộc. Đó, thì như lúc đầu chúng cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh rất là nhiều, chép lên rồi chúng ta dễ nhớ. Thì như lúc đầu chúng tôi đã nói ha, là 10 sợi dây trói buộc này nè, là nó ở đâu quý vị? Nó ở đâu? Khi tâm của chúng ta, tâm thức của chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với các cảnh,
Đó, rồi chúng ta không khéo tu tập, thành ra cái gì quý vị, thành ra nó sanh lên cái sợi dây trói buộc này à, nó sanh lên cái sợi dây trói buộc này đó. Cũng như giờ quý vị thấy rằng không, mình nhìn thí dụ như mình nhìn người ta, hoặc là mình nhìn cái mình nhìn một, một người ta, hoặc là mình nhìn cảnh, hoặc là mình nhìn nhà, hoặc là mình nhìn những cái phụ thuộc của đời sống này. Giờ mình nhìn cái mình thấy cái này không bằng nhà tôi đâu, nhà này đẹp không bằng nhà tôi đâu, đó thì nó cũng sanh lên cái gì quý vị, ngã mạn trói buộc. Hoặc là bây giờ mình nhìn cái cảnh đó, mình nhìn cái nhà đó, hoặc là mình nhìn chiếc xe đó, hoặc là mình nhìn cái máy đó, mình thấy nó đẹp hơn mình sanh ra ái trói buộc, tham trói buộc đó, tham trói buộc. Rồi bây giờ mình nhìn cảnh, mình nghe cái âm thanh đó, cũng như mình thấy mấy hôm nay đường internet nó cứ bị chập chờn hoài, mình nghe âm thanh mình thấy bực, mình thấy khó chịu, mình thấy rất rất là khó chịu, thì là phẫn ức trói buộc đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng là khi tâm tiếp xúc với những cái cảnh này, những cái cảnh này rồi, mình không có hộ trì được, thành ra nó sanh lên những cái trói buộc. Mà cái nếu mà mình sanh lên những cái thân kiến hoài nghi đồ vân vân, thì nó làm cho chúng ta bị cột trói lại, cột trói ở trong cái cõi người này, cột trói ở trong cái cõi người này. Thành ra quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta đó, sanh đi sanh lại ở trong cõi dục hoặc là cõi sắc đường kia, là do những cái trói buộc này chúng ta có đoạn trừ được, chúng ta chưa chưa có đoạn trừ được. Chỉ có bậc thánh Tu Đà Hoàn coi như là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, do vậy mà đã thoát được bốn cái khổ cảnh, bốn cái khổ cảnh có nghĩa là không có rơi vào những cái đường khổ đó. Vậy thì nói về 10 cái trói buộc này á, thì chúng ta thấy rằng mình ráng mình đọc nào quý vị, ráng quý vị đọc đi. Trước tiên là mình cứ thân kiến hoài nghi với cấm thủ nè, rồi tham nè, rồi sân nè đó, rồi ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn, phóng dật đó. Quý vị đọc như đọc thần chú vậy đó, đọc như đọc thần chú vậy đó, rồi lâu ngày chúng ta thuộc lâu ngày chúng ta thuộc. Rồi khi mà chúng ta thuộc rồi, bây giờ thí dụ như giờ bây giờ quý vị đã thuộc rồi, bây giờ thân kiến trói buộc là có nghĩa là cái gì, thân kiến trói buộc có nghĩa là cái gì? Trói buộc thì cái chữ cái danh từ trói buộc á, là quý vị đã nhớ rồi, nó cột mình dính trong cái dòng sanh tử luân hồi này, nó cột mình ở trong cái cõi dục giới này nè, cái cõi người nè, hoặc là cái cõi khổ nè, hoặc là những vị mà chư thiên dương rồi đó, nó cột mình, nó trói mình ở trong những cảnh giới đó đó. Tại vì là mình trở thành bậc thánh nhân nhưng mà không có được, do những cái sợi dây này nó còn ghì mình lại, nó còn cột mình lại đó. Cái chữ trói buộc á, khi mà quý vị nói, quý vị nhớ cái trói buộc thì quý vị đặt câu hỏi liền, trói buộc ở đâu? Trói buộc trong cõi người, cõi trời đó, hoặc là cõi khổ đó. Chứ chứ mình có nhiều người, người ta nói là tôi đâu có thấy ai trói buộc tôi đâu, đâu có ai dây gì đâu cột mình lợi đó, thì mình không nên nghĩ như vậy đó. Vậy thì mà chúng cái chữ trói buộc rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiếp. Vậy thì thân kiến trói buộc có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cho rằng cái ngũ uẩn này là ta, là của ta, nói chung là mình vướng vào, mình chấp vào cái ngũ uẩn này, mình chấp vào thí dụ như tôi, cái quan niệm của tôi là như vậy đó nha, cái tư tưởng của tôi là như vậy đó, tôi có kiến thức là như vậy đó, tôi có cái kiến thức là như vậy đó, tôi coi vậy chứ tôi cũng không có mập, cũng không có ốm, cũng không có cao quá, mà cũng không có thấp quá, tôi nhìn vô là được 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 người gì đó. Thì những người mà người ta bị vướng vào
À, những cái đó cho thì gọi là thân kiến chối buộc. À, thân kiến chối buộc đó. Nó chừng nào mà quý vị mà quý vị thấy cái này là bao gồm hết chúng sanh phàm phu là xào chung dồn chảo này hết nó, quý vị thấy không? Hằng ngày quý vị thấy không, người ta luôn luôn người ta có quan niệm là những người nào mà người ta, những người nào mà người ta thuộc về cái, ví dụ như là có cái kiến thức ở trong xã hội thì người ta luôn luôn người ta cho người ta là gia đình tôi là gia giáo vậy đó nha, nho giáo vậy đó, rồi với cái phong tục, cái quan kiến, cái quan niệm của gia đình tôi là phải vậy đó. Nhất là quý vị thấy giờ Tết rồi đó, à Tết rồi đó, đó nhiều gia đình người ta có những cái đủ thứ chuyện hết đó, đó. Rồi vậy thì khi nào mà quý vị ngồi mà quý vị thấy cho rằng mình mập mình ốm, tôi không mập không ốm không cao không thấp, vừa được người, không có trắng quá mà cũng đen quá kia vân vân, nói chung là ngày chúng ta làm cái gì cũng vậy đó, nó cũng rơi vào thân kiến trói buộc hết. Nó cũng rơi vào thân kiến trói buộc hết đó, thành ra nó rất là nguy hiểm đó. Thì khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng đối với mấy cái uẩn này, năm uẩn này, nó do đất nước lửa gió, do cơm nước bánh trái, nó do duyên, do thời tiết vân vân, nó tạo thành. Chứ không có tôi là cái gì trong đó. Nhiều khi mình đâu có muốn mình bệnh, hoặc là mình đâu có muốn mình gặp những cái cảnh phiền phức, nhưng mà do cái duyên, cái điều kiện đó, nó đủ thì nó làm cho mình bị phức tạp, mình bị bất bất tội nguyện đó. Thành ra không có tôi gì ở trong đây hết đó. Vậy thì cái chi pháp là cái gì quý vị? Chi pháp của thân kiến chối buộc có nghĩa là sở hữu tà kiến sanh trong bốn tâm tha tà. Mình có thể mình ghi là thân kiến chối buộc chi pháp, thân kiến chối buộc chi pháp, tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà đó. Quý vị mình nhớ được cái chi pháp là mấy mốt là quý vị chỉ cần nhìn cái bảng nêu là mình chạy mình ra vòng vòng là mình tìm ra được hết, mình tìm ra được hết quý vị đó. Bây giờ á, bây giờ kế tiếp là hoài nghi chối buộc. Hoài nghi chối buộc, hoài nghi chối buộc, cái chữ chối buộc thì mình đã biết rồi. Bây giờ cái chữ hoài nghi, cái danh từ hoài nghi, hoài nghi có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là phân vân, lưỡng lự, do dự, rồi có khi tin, có khi không tin đó. Thì cái trạng thái này gọi là hoài nghi đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở đây là đang nói về hoài nghi pháp thực tính, hoài nghi pháp thực tính nha quý vị. Còn cái chuyện mà giờ mình ngồi suy nghĩ không biết lát có cúp điện không, lát nữa internet có hư không, thì cái hoài nghi đó nó mình phân vân lưỡng lự, không biết là chúng tôi ráng cố gắng giảng được hết giờ không, hay là giữa chừng internet nó hư rồi này kia. Cái hoài nghi đó nó không có liên quan gì hết, nó không có liên quan gì hết đó. Cái hoài nghi mà được nói đến ở đây hoài nghi mà được nói đến ở đây á, có nghĩa là mình hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, hoài nghi về học giới, hoài nghi về quá khứ, vị lai, rồi quá khứ rồi vị lai luôn. Nó hoài nghi về lý duyên sinh, tam học giới định tuệ đó. Đó, chúng ta hoài nghi về những cái điều này mình mới mới vừa học cái tuần vừa rồi. Chúng ta mới vừa học cái hoài nghi vừa rồi đó. Thì bây giờ á, cũng như là mình hoài nghi về học giới có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không biết nói các chúng sanh được sanh về cõi trời đều do giữ giới, hay là được giàu sang được đầy đủ tài sản bởi do cái sự giữ giới, mà mình không biết mình giữ giới nó có được an vui thiệt không đó. Thì
mình ngồi mình suy nghĩ như vậy đó là mình bị hoài nghi. Quý vị thấy rằng đó, ở trong cái đạo Phật của chúng ta đó, khi mà bao năm tháng nay quý vị tu tập, mà khi mà quý vị kiểm soát lại, chúng ta kiểm lại ở trong tâm mình tu tập là bao nhiêu năm nay, niềm tin mình nó có tăng trưởng không, mình có tính tăng trưởng không, hoài nghi mình có được giảm thiểu không, đó thì tự mình kiểm chứng cho mình, thì mình biết rằng là mình biết rằng là mình có được cái kinh nghiệm như thế nào. Chứ quý vị thấy rằng có nhiều người cứ tu mà cứ lên hỏi cái vị thầy mình để cho vị thầy mình kiểm chứng, mà kiểm chứng cho mình không được. Bây giờ đó mình tu bao năm tháng nay, bây giờ mình kiểm lại, bây giờ mấy người mà người ta giữ giới được á, có an vui thật sự không? À, bây giờ mình ngồi mình nằm mình suy nghĩ đi, bây giờ mình rảnh nằm suy nghĩ nè. Bây giờ tôi từ ngày tôi biết tu tới giờ, trộm cắp hay là tà dâm hay là nói dối hay là sát sanh, tôi cũng không có làm gì ai á, tôi cũng không có làm gì ai hết á. Thành ra đó mình nghĩ rằng mình không có gì mà mình lo sợ, mà thì cái không lo sợ đó là nó an vui được quý vị. Cái an vui là cái chỗ đó, cái an vui là cái chỗ đó. Còn thí dụ như khi mà mình phạm giới đi, mình phạm giới thì để mà mình làm cho mình không có bị, không có bị, cũng như cái sự hối tiếc, không có bị cái sự hối tiếc, thì bây giờ mình biết là mình phạm cái giới nào nó mang nghiệp, thí dụ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, người kia nó mang nghiệp đó, thì chúng ta đành phải chịu thôi, tại vì giờ phạm rồi phải chịu rồi. Giờ chúng ta quyết, chúng ta nguyện lại từ đây cho đến tương lai, tôi nguyện giữ giới không để phạm giới nữa, thì mình sẽ có phước lại thôi. Mình có cái sự tác ý, dù có cái mệnh hệ đến với mình nữa mà mình cũng không có để cho mình vi phạm, thì lúc đó bắt đầu là mình trở lại mình giữ giới thôi. Còn thí dụ như những cái điều mà thí dụ như là quý vị tỏ bát quan trai mà lỡ quý vị đói quá, quý vị ăn rồi này kia, thì hỏi mình, hỏi lúc đó là mình phạm gì, phạm giới mà có mang nghiệp không? Không, thì quý vị không ăn thì tốt, mình giữ gìn được cái điều học đó thì nó tốt. Còn mình ăn thôi, mình không có phước thôi, chứ đâu có gì đâu mà mang nghiệp. Đó, đúng thiệt chứ. Ở bên, nhiều chúng tôi nghe nhiều vị giảng sư, thật sự ra đó, thì ở bên quốc giáo, quý vị thấy, khi mà những ngày Tết này nè, người ta, con cháu người ta đó, hoặc là chồng, hoặc là vợ, cha mẹ, người ta vào chùa, người ta xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên để làm chi? Để người ta được giữ giới, rồi người ta được thành thiền hay là được tụng kinh gì đó. Còn Việt Nam mình á là coi như là thôi, tôi ăn chay nha, tôi nguyện ăn chay nha. Còn thôi, đó, thôi mấy ngày này á, thôi được nghỉ đồ này kia, thôi tôi tu nha, tôi cạo tóc nha, tôi nguyện tôi cạo tóc, nguyện xuống tóc nha, nguyện má tôi hết bệnh là tôi ăn chay nha, rồi má tôi hết bệnh là tôi xuống tóc nha. Đó, thì bây giờ quý vị có để tóc thì cũng kệ quý vị, mà quý vị mà có cạo tóc thì cũng kệ quý vị, nó có đem lại cái chuyện gì cho ai không quý vị? Nó không đem lại chuyện gì cho ai đó. Còn giờ mà quý vị có ăn gì nó cũng đem lại gì cho ai hết. Mà quý vị ngon mà mình lấy đồ ăn của mình đem cho người ta đi, giờ nhà nào mà gần Tết này nè không có gạo nấu đó, mình cho người ta đại 5-10 kg gạo đi, là cái chuyện đó nó mới quan trọng. Cái chuyện đó là mình mới là có tu hay là mình không tu. Còn cái chuyện mà bây giờ mà mình ăn chay hoặc là mình cạo tóc, mình có để tóc cũng kệ mình. Quý vị thấy không, giờ cái ông nó không cạo tóc thì nó cũng liên quan tới mình, mà cái ông nó không để tóc nó cũng không liên quan tới mình. Nhưng mà cái mà mình lỡ mà mình té đó, hay là tối lửa tắt đèn gì mà mình mà có bị tai nạn cái gì đó mà người ta giúp mình á được á, thì cái chuyện đó mới gọi là có cái tâm từ, có cái tâm bi với nhau đó, thì cái chuyện đó mình mới gọi là tạo phước. Còn tự nhiên thôi nguyện má tôi hết bệnh tôi cạo tóc nha, tôi xuống tóc nha,
còn thôi nguyện đồ ăn chay đồ này kia thì bây giờ muốn ăn cái gì kệ mình, mình muốn ăn gì kệ mình, nhưng mà cái phần ăn đó đó mà mình đem lại mình cho người ta đó, mình cho người ta mà nhằm cái mặt cái người đó mà mình hồi xưa giờ mình ghét nữa, mà bây giờ mình đem lại mình cho người ta nữa mình mới, còn giờ mình ăn gì kệ mình chứ. Đó thành ra đó khi mà mình tu tập đó, mình quán xét mình biết được, mình thấy rằng là niềm tin mình có à, hoặc là trí tuệ mình có à, mà cái hoài nghi của mình á dần dần nó yếu bớt đi, nó tan bớt đi đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta tu tập là nó đúng quý vị, là nó đúng, chứ mình khỏi cần đi đến mình hỏi ai à, khỏi cần đi đến mình hỏi ai hết đó. Vậy thì hoài nghi ở đây á, hoài nghi học giới là có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là mình giờ mình giữ giới mà mình không biết có được an vui không, nó thì trong cái trường hợp gọi là hoài nghi về học giới. Hoặc là bây giờ mình thấy rằng nói về ân Đức Phật, Đức Phật có những cái ân đức vậy, thí dụ như là Đức Phật có cái tâm tâm từ đại bi có không, nó giờ không biết nói vậy có không, sao tế độ toàn là vua chúa với quan quân đồ này kia không à, cái đó là rất là nguy hiểm. Cái đó Đức Phật không, chúng tôi nói thật sự ra đó, có nhiều người bị lầm tưởng cái chỗ này, lầm tưởng cái chỗ này, người ta nói rằng Đức Phật á, ví dụ như tế độ cho ông vua hoặc là tế độ cho ngài Cách Sa Bá Thời Lửa để làm chi, để tế độ một cái vị đó là coi như là mình tế độ luôn được 500 đệ tử của ngài Cách Sa Bá Thời Lửa. Cái điều đó không phải à, không phải quý vị, không phải, ngài chỉ có những người phàm phu ở trong thời nay nè đó thì mới tế độ à, coi cái người đó là chủ doanh nghiệp à, chủ doanh nghiệp hay là phó tổng giám đốc. Còn Đức Phật ngày xưa không phải là ngài nhắm vô ngài tế độ cho ông vua đặng là độ một mình ông vua là hết nguyên một cái hoàng cung, nguyên một cái quốc độ đó, không phải quý vị. Tại vì lúc đó đức vua có duyên lành, ông vua này không có duyên lành với Đức Phật à, thành ra ngay lúc đó tế độ được à, hoặc là ông cấp cô độc lúc đó có duyên lành với Đức Phật à, cũng như là cái căn cơ, cái nhân duyên đầy đủ rồi, chứ không phải là tế độ mình ông cấp cô độc là mình độ được luôn nguyên cái nhà ông à, cái điều đó nó không có, nó không phải. Vì Đức Phật ngài coi như là ngài trí của ngài ngài sôi thấu đến địa ngục vô gián luôn, chứ đừng có nói mà à, tâm của mấy cái vị này đó. Thành ra chúng ta nên nhớ là do có cái hữu duyên thì chúng ta tu tập à, lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta phải sôi mối lại những cái điều này để làm chi, để mình không có bị hoài nghi à, mình không có hoài nghi về à, Đức Phật à, ân đức của Đức Phật, hoặc là mình hoài nghi về giáo pháp. Cái điều này á, quý vị biết không, mình á, mình mà không nghe chánh pháp thường xuyên á, không nghe Phật pháp thường xuyên á, mà mình gần với ngoại đạo nữa, rất là nguy hiểm. Nhiều khi quý vị nói không biết á, nói về giáo pháp Đức Phật để lại bây giờ tu không biết có chứng không, tu không biết có chứng đắc gì được không, rồi mình sanh lên hoài nghi, nói là nếu chứng đắc được sao thời nay không ai chứng đắc đó, thì mình không nghe pháp mà mình không suy tư, không có thẩm thấu vô á, chúng ta sẽ dễ bị rơi vào những cái sự hoài nghi này à, rất là dễ bị quý vị. Chúng ta phải như nè, tại vì mình không nỗ lực tu tập thôi à, chứ những cái đề mục thiền định hoặc là những cái công thức thiền quán, nhưng mà mình tu có 1 tiếng à, 2 tiếng hồn ngủ mất tiêu rồi à, hoặc là hôm nay mình khỏe trong người mình tu tập à, nó xuyên suốt mấy tháng trời mấy năm trời rồi, trải qua 3-4 năm sau là mình là coi như là mình dễ vui rồi, mình coi phim này kia đó vân vân, thì chứ không phải là chúng ta nỗ lực suốt một cái thời mà chúng ta còn trẻ hoặc là trung niên gì đó đó, chứ công thức là thiền quán vẫn còn ở đó, rồi những cái đề mục thiền định vẫn còn, nhưng mà tại vì cái sự nỗ lực của mình nó yếu đó, nó yếu, vì thật sự ra bây giờ mà mình ngồi
Bây giờ mình ngồi mình niệm về ân đức Phật thôi. Mình niệm về ân đức Phật mà mình xuyên suốt thôi. Mình xuyên suốt coi nó có được an vui không? Có sao không có vậy? À, một mình thua thủi ngồi niệm về ân đức Phật. Rồi đến giờ làm công việc, đi làm công việc. Rồi sống, mình sống an trú ở trong thiện pháp. Có nghĩa là mình đi ở trong cái hành xứ của mình. Đó thì nó sẽ an vui chứ. À, nó có phước đời này đời sau chứ. Làm gì mà không có được. Đó. Còn nếu mà mình giờ mình không tu, chừng nào mình đi ra ngoài mà mình soi mối chuyện người này người kia, mình gây gỗ, mình cãi nhau thì nó sẽ đau khổ ngay trong hiện tại liền. À, đau khổ ngay trong hiện tại liền. Đó thì chúng ta ngồi chúng ta suy tư lại những cái điều này. À, suy tư lại những cái điều này để chi? Vì để chúng ta phá nghi. Đó thì cái chủ yếu mà ngay chỗ cái chi pháp hoài nghi này mà chúng tôi muốn nói nhiều cho quý vị nghe đó, là cái mục đích của chúng tôi nói rằng là đạo Phật của chúng ta khi mà chúng ta tu tập đúng thì niềm tin sẽ tăng trưởng, trí tuệ sẽ tăng trưởng, hoài nghi nó sẽ bị tổn giảm từ từ, nó giảm thiểu từ từ. Đó, còn những cái đường lối tu tập ngoài cái lời dạy của Đức Phật rồi, quý vị mà hành theo là chết, là coi như là lâu ngày nghi nó khởi lên liền. Đó quý vị, là coi như là cũng như ở trong cái người Việt Nam của chúng ta. À, hồi bữa thì đưa ông Táo đi nè, đó bữa nay thì đưa ông bà, đưa ông bà đi ha. Là hôm nay là coi như là không có đốt nhang ở trong nhà gì nữa hết đó, là không có đốt nhang ông Táo gì hết, tại ông Táo ông bà đưa đi hết rồi. Đó, đưa đi hết rồi mà đi ra ngoài dãy mã thanh minh cái gì cũng làm cái gì ngoài mồ mã nó thanh minh đồ này kia đó, thì rồi xong rồi mấy mốt đến 30 rước về, 30 rước về đồ nữa đó, mình cũng rảnh lắm, mấy mốt mình không biết mình chết rồi đến ai rước nữa đó. Thành ra đó quý vị thấy không, chúng tôi nói là mình đi ngoài cái lời Đức Phật dạy á, là coi như là hoài nghi nó sanh lên liền. Không biết là giờ đó, hồi xưa giờ ông bà cha mẹ mình có cái tập tục đưa ông Táo đi, rồi bây giờ đưa ông bà được định giờ vô nghe ông sư không giảng Táo ông bà nằm đâu đó, rồi mình không biết rồi sao đó, hoài nghi sanh lên liền. Không biết ông sư đó ông nói đúng là ông bà mình hồi xưa giờ tập tục nó đúng đó. Thành ra nó chúng tôi mới nói rằng là quý vị mà đi ngoài cái lời Đức Phật dạy thôi, mà coi như là sẽ phiền não sẽ phát sanh lên, hoài nghi rồi đủ cái chuyện hết. Quý vị thấy, quý vị coi ở trên mạng những ngày qua, nhất là cái ngày 23 đó, đó người ta thả cá chép đưa ông Táo, người thả, còn nhóm kia thì ngồi chích điện, bên đây thả cái bên đây chích điện, nó hốt lên trên cái chiếc ghe, cái đứng chữ người ta bất lực, giờ làm gì được. Mình Nam mô Bụt Tha giá, dạ sư rất nét rồi sư khá ơi, dạ cảm ơn rạng đông, dạ đạo tràng hoan hỷ, chờ trong chốc lát coi sư có trở lại không, dạ đường nét ở chuông Bù Đức nó rất đùng đùng, dạ lúc nãy sư không vào internet được mà sư gọi Viber cho Nhật Quỳnh cũng không được luôn, mãi một lúc sư mới gọi được luôn, nó vừa nhá lên là nó tắt, vừa nhá lên là nó tắt. Dạ rồi Nhật Quỳnh xin sư nè vô những cái máy mà giống như xe phone đi đang cho có giảng được không, dạ sư làm đủ cách, dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Rồi bây giờ chắc là không vào được nữa rồi, dạ mà con thấy cũng đã hết giờ rồi, dạ thôi về đạo tràng mình học tới đây thôi ha. Dạ, cô nghe pháp cũng
rất mất nữa rồi. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính rất là nhiều. Sư là cố gắng để cho chúng con được học pháp nhưng mà lực bất tòng tâm rồi. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Con kính nhân Bích Trinh sư ạ. Phật tử sắp bấm mang lang rác khăn tử sắp bài đề của ta sắp bút đà nở pha về nà sá ra sá thi phong văn tử tê. Phật tử sắp bấm mang lang rác khăn tử sắp bài đề của ta sắp bật hàm mà nở pha về nà sá ra sá thi phong văn tử tê. Phật tử sắp bấm mang lang rác khăn tử sắp bài đề của ta sắp bật sâm kha nở pha về nà sá ra sá thi phong văn tử tê. Tất cả phương quang hoàng cỏ đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng Ca Sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tính hành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thu lành thai, phước lành con đã. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Chúng con cũng thành kính giao phước mà chúng con học kia diệu pháp ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, nhất là chung quanh chùa Bủ Đức. Cầu mài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, để tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đầm điều nhau. Ý đăng buôn nhân ni ba ná sát bát cho dù hồ túc. Ý đăng buôn nhân ni ba ná sát bát cho dù hồ túc. Ý đăng buôn nhân ni ba ná sát bát cho dù hồ túc. Một lần nữa chúng con đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng. Thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm pháp quốc kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức